Hi, xin chào tất cả các anh em, mình là Irene đến từ Coi68 TV. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm tựa game My Neighbor Alice. Và My Neighbor Alice thì mới đây đã tung ra bản Alpha Season 3 mới nhất của dự án. Khi mà anh em trải nghiệm tựa game này thì anh em có thể xây dựng những vùng đất ảo của riêng mình, tương tác với hàng xóm và thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ khác để có thể săn thưởng ở trên My Neighbor Alice. Và trong video ngày hôm nay thì Irene và Củ Dền sẽ đồng hành cùng anh em để trải nghiệm tựa game My Neighbor Alice, để xem là tựa game này có những điều gì hấp dẫn nhé. Hãy cùng trải nghiệm tựa game ngày hôm nay thôi. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ để ủng hộ tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu vào tựa game ngày hôm nay thôi. Ok, đầu tiên sau khi chúng ta đã tải game xong thì chúng ta sẽ đặt tên cho nhân vật của chúng ta trong My Neighbor Alice. Anh em có thể đặt bất kỳ tên nào mà anh em thích. Ở đây thì mình sẽ nhập tên của mình vào cái khung name ở đây là Irene. Ok. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái lưu ý là chúng ta sẽ có một số các cái hình menu nhỏ ở đây. Em phải ấn vào đầu tiên là hình dương có khóa ở đây. Thì đây sẽ là cái khu vực chứa đồ anh em. Hiện tại thì Irene chưa có gì, nhưng mà khi mà chúng ta tham gia các nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng ở đây. Ok, kể đến hình thứ hai đây sẽ là quest log. Đây là sẽ là một số những cái nhiệm vụ mà anh sẽ phải thực hiện. Ví dụ như ở đây thì Irene sẽ có là travel to your plot of land, thì tức là đến những cái vùng đất khác, đến cái plot của mình, đến cái đất của mình, hoặc là những cái mảnh đất khác. Hoặc thứ hai là talk to Joe ở Harbor, thì tức là sẽ là nói chuyện với Joe. Và kể đến thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nhiệm vụ khác để anh em có thể hoàn thành. Thứ ba là hình con cá ở đây, thì chúng ta sẽ có là fishing log, là cái nhật ký câu cá của anh em. Thì ở đây sẽ hiện ra những cái chú cá mà anh em sẽ câu được. Kế đến chúng ta sẽ có một cái bản đồ nhỏ ở đây. Ở đây sẽ hiện ra nhiều vùng đất, ví dụ như là ở đây sẽ có Snowflake Island này, hoặc là vùng town của mình, để anh em có thể chọn vào bất kỳ những cái vùng đất nào ở đây. Sau đấy thì anh em chọn ấn vào đây. Những vùng đất này thì chưa mở. Đây, ví dụ như là mình ấn vào đây này. Đây, thì mình đang ở phần town ở thị trấn sẵn rồi. Ok, kế đến thì chúng ta sẽ có một cái community event ở đây. Đây sẽ là những cái event của community anh em cũng có thể thực hiện để có thể nhận được những phần thưởng hoặc là token, vân vân. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ nhỏ ở đây để anh em theo dõi xem là đường đi như thế nào. Và có một bánh răng cửa ở đây để anh em có thể cài đặt. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thay đổi phần control, hoặc là âm lượng, hoặc là graphic ở low, medium hoặc là high chẳng hạn. Và ở đây thì sẽ có phần chat của tất cả mọi người trong này. Nếu anh em gặp bất kỳ vấn đề gì thì cũng có thể chat ở đây. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi theo bản đồ nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn gặp người có cái dấu chấm than trên đầu này để xem chúng ta sẽ có những gì. Ok, tiếp tục. Bây giờ chúng ta, Joseph có hỏi chúng ta là có muốn nhìn vào mặt đúng không? Thì ok, mình sẽ... đây là nếu mình muốn đi tham quan cái vùng đất này thì mình sẽ ấn vào đây. Đây là vùng đất mà chúng ta đang có. Rồi, ok, nếu mình muốn tham quan vùng đất này thì mình ấn vào travel ở đây. Đồ họa của game thì rất là đẹp, màu thì rất là tươi mát, những cái hiệu ứng thì cũng rất là sống động. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ tiến tới Alice. Ok, nhiệm vụ đầu tiên là nói chuyện với Alice để biết thêm về vùng đất của mình. Ok, chúng ta sẽ có một người bạn gấu ở đây tên là Bouillon. Chú gấu này cho chúng ta mượn một chiếc cần câu để chúng ta để câu cá. Ok, tất cả những gì chúng ta câu được thì sẽ được ghi ở trong fishing log. Bây giờ chúng ta sẽ đi câu cá nha. Ok, chúng ta nhận được... cá và một chút mồi đúng không ta? Không, đây là turnip cake, một cái bánh. Ok, đây đi câu cá đi. Mình sẽ chọn một nơi để cây câu cá, xem chỗ nào có nhiều cá nhé mọi người. Ok, đây mình thêm mấy chút cá này. Ok, ấn vào nút câu cá ở đây. Đó, sau đấy mình sẽ bấm chuột phải vùng muốn câu. Rồi, mình có thể di chuyển ở đây để xem cá cắn câu chưa. Khi mà có dấu chấm than thì tức là cá đã cắn câu. Ok, đó. Chết mất rồi, lại nha. Khi mà cá đã cắn câu thì mình sẽ phải dí chuột bên tay trái. Đó, sau đấy đuổi theo chuột cá này
và liên tục ấn AD. Đó. Đó, a. Sắp được rồi, sắp được rồi. Ok, vậy là đã câu được một chú cá. À đây. Đây là chú cá mà mình đã bắt được. The first week look happy. Ok, chúng ta sẽ đã có được một white blossom. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo mũi tên để quay lại này. Ok. Ok, thank you. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được cái mặt trăng trắng này. Rồi, bấm tiếp vào này. Ok, vậy Alex nói là chúng ta sẽ phải quay lại thành phố bởi vì có ai đó muốn gặp chúng ta. Ok. Ok, chúng ta đã nhận được 200 token gấu ở đây. Ấn vào awesome để nhận. Ok, sau chúng ta đi đi theo hình mũi tên này. Anh em có thể ấn ship để đi nhanh hơn này. Mọi người có thể ấn ship để đi nhanh hơn này. Và hoặc là ấn cách để nhảy đi. Đó. Mình phải quay lại. Kế tiếp theo thì chúng ta phải làm gì ta? À, đồ họa của game này thì rất là đẹp. Đi trong rồi đấy. Đi trong game. Đây là gì? Đây là Ivan. Chúng ta có thể trao đổi với người này để mua bán những cái đồ dùng để nếu mà mình kiếm được thì mình có thể trao đổi người này để kiếm tiền. Hiện giờ thì ông này sẽ có white seeds và bát tức là hạt giống. Ok, nếu mà bạn không có hạt giống thì hãy nói với Hiwon. Ok, hiện giờ thì mình không muốn bán gì hết nên mình sẽ tạm cất đi. Ok, cảm ơn. À đây, mình có một nhiệm vụ ở đây là mua ba cái white seed từ Ivan. Ok, mình sẽ mua ba. Mua ba white seed. Purchase 12 đồng cái white seed. Ok. Làm sao để mua ba cái nhỉ? Rồi, ok. Sau đấy ấn Purchase ở đây. Rồi. À, có thể đang đi luôn. Mình phải nói chuyện với Yuan. Rồi. Yes, đây là he won. Bạn đã mua hạt giống từ Ivan chưa? Ok, mình mua rồi. Ok. Có một nhiệm vụ ở đây. Đây là seed dispenser. Seed dispenser là như kiểu một cái máy để gieo trồng hạt đó. Một cách để đổi cá lấy hạt giống. Ok, seed dispenser có vậy là giống như một cái máy kiểu như đổi hàng ấy, máy đổi hàng tự động đi. Ok. Rồi, chúng ta đã được tạo một cái seed dispenser ở đây. Ok, bấm nhận thôi. Ok, mình sẽ thử. Mình sẽ thử trồng đặt ở đâu đây. Ok, đặt ở đây đi. Rồi. Cái đấy đi vào cái máy này. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây sẽ là chọn vào cái máy seed dispenser này, sau đó đổi cái turnip seed này. Ok, đứng gần lại.
Rồi. Turn it safe. Okay. Đổi. Ba cái. Ấn craft vào đây. Ấn confirm. Okay. Sau đó nhiệm vụ của chúng ta sẽ là show the enchanted to the heaven. Okay, quay lại tìm heaven. À, chúng ta sẽ cần những cái vật dụng để trồng cây. Okay, heaven sẽ đưa chúng ta. Đây, chỗ này luôn đi. Okay, ấn vào cái phần trồng cây đây. Rồi, một. Đó, ok, vậy là chúng ta đã trồng xong 3 cây. Ok, nếu chúng ta không tưới nước thì sẽ không hoàn thành. Ok, chúng ta sẽ nhận được 2 cái cây này. Bla bla bla. Awesome. Ok. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ nói chuyện với Pion. Ok, Pion đâu ta? À đây 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 đây. Ok, vậy là chúng ta đã nhận được một cái mã làm bánh Baking Spirit. Để làm bánh thì chúng ta sẽ cần phải Pion Coin. Và khi có đủ nguyên liệu để làm các cái loại bánh. Và khi mà chúng ta sẵn sàng, chúng ta ấn vào nút Cake hoặc là Craft. Okay. Okay. Bạn gấu Pion này nói là chúng ta hãy nướng một vài cái bánh chocolate cookies và đưa cho bạn ấy xem. Okay, bây giờ chúng ta sẽ làm bánh nha. Mình phải để cái máy làm bánh ở đâu nhỉ? Chắc để đây luôn đi ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ phải tìm cái bánh chocolate cookie đây. Rồi, ok, đã đủ nguyên liệu rồi, mình sẽ ấn craft ở đây. Rồi confirm sẽ tốn 2 cái coin này nha. Rồi, đã nướng được 4 cái bánh cookies. Ngoài việc là chúng ta làm theo nhiệm vụ có sẵn thì chúng ta cũng có thể làm thêm một số các cái hoạt động khác để chúng ta nhận được phần thưởng từ My Name is Alice. Ví dụ như là chúng ta có thể đến thành phố của hàng xóm bằng việc là mở vào map ở đây và chọn vào một số những cái plot ID, ví dụ như là đây chẳng hạn. Thì khi có đó anh em có thể làm một số cái phần thưởng như là chăm sóc cây hộ họ này, hát cho cây này, rồi là thu hoạch vân vân. Ngoài việc là chúng ta làm theo nhiệm vụ có sẵn thì chúng ta cũng có thể làm thêm một số các cái hoạt động khác để chúng ta nhận được phần thưởng từ My Name is Alice. Ví dụ như là chúng ta có thể đến thành phố của hàng xóm bằng việc là mở vào map ở đây và chọn vào một số những cái plot ID, ví dụ như là đây chẳng hạn. Thì khi có đó anh em có thể làm một số cái phần thưởng như là chăm sóc cây hộ họ này, hát cho cây này, rồi là thu hoạch vân vân. Đó, ví dụ như đây là thành phố. Đây chúng ta có thể đi tham quan một vòng này. Wow, vừa đang ban đêm mọi người ạ. Trông rất là đẹp luôn. Đây, ví dụ như là có cá ở đây này.
Mình đã cầu con cá này rồi. Đó. Đó, ví dụ như vậy thôi nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể làm thêm một số các nhiệm vụ khác. Ok, đó, còn rất nhiều những cái quest khác mà anh em có thể thực hiện. Hoặc nếu anh em có bất kỳ những cái feedback nào thì cũng có thể gửi feedback cho Manual Alice tại đây để họ có thể cải thiện thêm cho game của họ. Đó, ok, với cơ bản là như vậy thôi. Và nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào thì anh em có thể join vào Discord. Aaron sẽ để đường link Discord của My Neighbor Alice hoặc là những cái fanpage hoặc là trailer của dự án ở bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Vậy là vừa rồi, Aaron và Củ Rèn đã cùng nhau trải nghiệm tựa game My Neighbor Alice phiên bản Alpha Season 3. Anh em nghĩ sao về tựa game này? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích tựa game này thì Aaron sẽ để đường link tải game ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Mình là Aaron và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!